Má. Cái gì mà đêm khuya tự nhiên hổng ngủ, nín ra ra khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này, không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con không có sợ ma, con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm, cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này má. Tao, cái này tao sợ. Trời ơi con ơi, con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ, ông mà nghe được cái thông tin này. Trời ơi, việc trước trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vô lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ, mẹ ừ. Thế nào cũng cạo tao luôn. Má. Ông cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu, chu di cụ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Bây giờ qua tối đêm nay, nghe không? Qua tối đêm nay đi. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt cái má sanh ra của hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó hả? Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tông cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có, không có, không có khổ. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Dì vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Dì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lôi đó chuyện liền à. Cái gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì? Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lại về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, Út có nha. Ba người mình bây giờ nè, mà không. Có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, biết tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra cho tôi lo cho. Trời Út ơi, dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Mà con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Cái con đứng dậy, cái con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con? Chị ơi, bây giờ vậy nè. Vậy là có chồng mà hoài, còn chưa có chữa được nữa đây nè. Chị ơi, bây giờ tôi lại gì? Bây giờ á, dì là em của tôi. Nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha. Con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nha. Lớn trên đó. Cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út dạ. Có chuyện nhiều ba người ở đây vui quá dạ. Không có chuyện gì đâu. Đâu có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì hết trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe đi má. Má khổ lắm má.
Nhai. À, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không có khổ. Gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má để con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. Thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta biết rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta vậy Út? Thì biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói con Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. À, trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tao rối quá, mày đừng có nhảy nữa. Trời ơi. Bây giờ ơi, mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Thả đi mày cái đi à. Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá, cao sách ơi. Đi nè, yeah. Bây giờ vậy nha. Em, Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có 4 người thôi. Chỉ có 4 người biết. Có 4 người mình biết thôi đó. Má dặn nè, con dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Khổ người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được đâu. Không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết với nhau thôi. Chỉ có 4 đứa mình biết thôi. Với nhau cũng được nói nghe không chưa. Không có được nói ra đâu đó. Con hứa chỉ 4 đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Bây giờ phải sao? Không có nói gì hết trơn nha. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi rồi từ từ mình tính nha. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. Má, ơi. Má khổ quá. Sao có làm chị khổ là lộ chị. Dạ dạ, không có. Chuyện gì à? Dạ không có chuyện gì. Làm gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ, hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi có. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị 20 mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con. Chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À hay là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Ơi, mà nói sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi là trời nhục quá. Mẹ vậy. Tới bây giờ con không biết tại sao Dượng không có con. Sao vậy? Đàn lép. Phan chí dép chết cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe. Có chuyện gì? Hả? Có bầu. Có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi
Người khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì. Người khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tụi tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tụi em mà luộc ăn hết lòng rồi. Mà nghĩ sao tao như quỷ có chữa. Vậy chứ ai có chữa. Trời ơi Dường ơi. Trời ơi tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dường? Nó sao mà có chữa được, chứng đâu mà chữa. Có chứng mà. Chứng ông đâu thì tôi chưa chứng. Trời ơi Dường nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được. Đẻ đâu. Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa. Bánh bèo vô dụng này nè. Trời ơi. Trời. Còn Út. Dạ. Còn Út nó có chữa. Trời dạ. Ơi là dạ. Trời dạ. Ơi Út dạ. Ơi là Út ơi dạ. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con. Cái gì vậy. Trời ơi tao mừng công khai. Tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có. Mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nè con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy. Hết chuyện nói hả Dượng. Chết mẹ. Nó chưa có chồng mà. Còn gì nữa. Trời ơi bây giờ sao mày chưa Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa. Chết rồi Dượng. Cha mày mà ổng biết nghe. Ổng cạo đầu hết cả cái nhà này. Ổng giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng. Bởi vậy giờ nè. Ông anh hai tôi giờ anh ổng giữ nhất nhà đó mà biết một cái ông giết cả cái nhà. Biết đó. Rồi, vậy bây giờ sao mình đây? Phải tính kế nè. Dạ dạ, bây mình giờ phải... sao giờ Dượng? Thôi được rồi. Dạ, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Ừ. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Ừ. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói á, với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rẻ mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây, tôi sao, tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, đúng rồi. Vậy hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói sợ mình mà vậy á. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Ừ. Lẹ lên. Bây đi giờ đi đó, quá. Ngày mai. Ừ. Chị với con Út. Ừ. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ổng quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Dượng hay quá. Nói chuyện gì quê chết vậy trời. Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt cái nghĩ sao mà nghĩ cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi? Chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết anh hai. Dượng. Chứ sao vậy? Dượng ơi. Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà nói. Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ổng vậy rồi, ổng vậy. Mày dầm chi cho ổng vậy tới chưa? Sao má? Giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba đây. Dạ rồi. Đứng im đó, im lặng, im lặng. Chết ông giết sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Cậu. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Cho mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Ở đây
riết hồi cái nhà này tao không biết là ru chồng hay ru con. Trời ơi, sao dễ ngủ vô trời, mới ru vô má, đó ngủ dậy. Ba mày ngủ rồi, đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có 5 người này thôi, biết bây giờ thôi nha đi, chưa. Bây giờ tôi nói cho chị hai nghe. Cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn. Thành thử ra là mình để từ từ, mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà đặc biệt sao? Là đừng cho ai biết, chỉ có 5 người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay vô. Đúng rồi, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dưỡng ơi. Chỉ có 5 đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thầy? Trời ơi, nó có 5 người biết, sao chị vô trọng chị kể chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thầy là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời, trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chủ quan mộng du Dưỡng này. Áo Hương gì vậy Dưỡng? Bồng nó vô ngủ đi. Dưỡng nói sao vậy? Dưỡng có nhà lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ đâu có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dưỡng ơi Dưỡng, mày đỡ nó lên coi tao đưa nó vô cho. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Khiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dưỡng này, né ra coi. Mày dạt ra một bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À, theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy, mày nói gì bóng muộn mày? Từ từ. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng tao quýnh chết cha nó đó. Trời ơi mày hả? Nói ăn nói gì? Thôi thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nha, nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Tao nói cho mày biết nè, dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. À, em xin lỗi chị hai. Mình á, mình nóng quá mà, nóng quá. Mình nóng tính quá. Nóng ba quá. Cái chuyện đó nó con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy? Qua. Quỷ bốn mắt kìa. Trời ơi, mày chửi Dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ, đây chồng mà tự nhiên nói Dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày, vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, đi qua xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy.
Sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao cũng phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó. Hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa rồi. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? À. Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Không mộng du. Má khổ lắm. Quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, má sướng lắm. Không có gì hết, thôi hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô đi, vô ngủ đi. Vô đi, biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Đúng rồi. Sao mà Dượng nói vậy? Đâu có liên quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy? Con là một thành viên trong gia đình, cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tao tức quá đi. Con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tụi nhau quá. Trời ơi. Mà mày có sao trời. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, mà bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mét ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bép xép và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba, ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi, mày đi đi, mày cha mày à. Trời ơi, bảy người biết tôi. Ông dậy rồi. Bây giờ làm việc gì? Sao vậy? Bình tĩnh. Xếp hàng, tập thể dục. Sao vậy? Làm sao vậy? 2, 3. Sao vậy? Tăng tăng tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người đã tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Trời ơi. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Dạ. Ô tắc tăng 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 ta ra lăng tăng 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 ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Sao? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ. Tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Nín con. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên, nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng dạ, đi. Tăng quay. Nói tôi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi, má khổ hoài. Má khổ
bà khổ đó hoài, bà khổ hoài là chết người đó. Không sướng lắm mình, em đang sướng. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó, trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Gì Út à? À anh hai à, thì... Tôi biết. Dạ. Trong nhà này gì là người nhiều chuyện nhất? Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Ừ? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thành vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. À, ta lại ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên rồi ăn phở chi vậy trời ơi. Ghét. Cái gì? Mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong dạ. Mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Dạ. Mua phở không có thì mua hủ tiếu, có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ, sao anh mắc cười quá anh ơi. Cười gì? Vô lý. Vô lý sao được vô lý, nó có chữa nó thích ăn gì phải cho. Trời ơi, vô cái gì vậy? Trời ơi, sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh giang cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa, trời ơi nghe xong hết thanh hết trắng nổi rồi. Mình ơi mình. Ê? Mình giết em đi mình, em dạy con không giỏi. Mình giết em mình ơi, mình giết ba. Mà tránh ra. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè, con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại đi con. Nói đại đi. Nói. Ờ, đúng rồi. Ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói. Xin lỗi ba. Dạ, dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết chuyện gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Ác chuyện. Sao? Sao? Má? Dạ. Ba. Ba. Ba đừng trách hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Mình đi. Mình ơi mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh ra. Tin mình mà. Dạ. Anh ơi. Anh hai. Cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó chữa hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi. Sao giết vậy? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi. Cái gì vậy? Anh lại anh giết em đi. Lôi ra nè. Lôi ra nè. Anh lại lôi ra nè. Anh lại anh giết em đi. Cô Út, chị Út. Ông tự giết nhà. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tụ quần tụ ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Mày. Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Tại bà hết á. May quần thì kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải, tôi may bà ba đó. Cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình. Mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai. Đây. Cái gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha? Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên, cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Không có bậy bạ cái gì vậy? Hả? Vậy ông nói gì vô? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có rê nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ rê vô làm chi đồ chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy. Không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? Bỏ đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ, tôi người ngoài, có bí không nghe. Mình
mình ơi. Còn Út. Ba ơi, ba. Bước lên đây. Dạ. Bước ba. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học? Tới ngày hôm nay, cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi, Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá mà trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Thành đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. À, dạ. Rồi sao nữa? Hả? Anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường. Tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em vì một cái được không? Dạ, dạ, đừng có la mà. Rồi sao nữa? Không. Hả? Dạ, xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con. Xong cái con không chịu, con giật lại. Cái nắm nữa? Chặt hơn nữa. Hả? Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Rồi sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Sao rảnh vậy? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Ở đâu ra mà nắm mặt con? Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Xẻo muốn chết chứ đó, một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi. Mày làm sao mà nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai. Nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu? Con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Được mà. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi để tôi nói chuyện. Sao anh đúng? Hả? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, rồi học trên uy tín rồi này nọ. Đặng kia nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó, tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi, tôi làm cái gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi. Tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À, tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền, đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi à, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? À? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để. Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi, còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nồi cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi dập cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không?
Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Trời ơi, ơi. Nói gì vậy? Ở đây tôi nói anh đó. Nói vậy mà cũng không cười được à. Thôi mà. Cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Tôi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út. Dạ. Ba má con á, không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kiểu gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nấu rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Rồi. Được rồi. Thôi. Được rồi. À, bây giờ á, mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện nó cho nó hiểu lầm thôi. Dạ. Bây giờ. Sao, sao cho? Mình không ở đây giền ngủ. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Dạ. Rồi đi. Có gì quá trơn đi. Á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má, dì Dượng. Vậy. Vậy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh qua đây ha. Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao ha, rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường. Tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Ây da, mày. Ây da, 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 ây da,
kêu trên nó ai hiếp ai. Ồ, à, hẹp, hẹp, hẹp. Hẹp một con khỉ. Tôi này đâu mà kêu heo. À, ông ăn cướp đồ tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng như chơi thú nhúng vậy má. Xuống đi. Chết mẹ, sao giờ xuống không được? Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì ông nội ơi? Lấy cô nó bị kẹt cái gì vậy? Ây à, cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, bà vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra có tao ăn cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Chị biết hả? Ừ. Dữ là tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi, anh muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. Trời ơi, bà đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng gọi đại bàng. Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đứng lại. Bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đứng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên. Kẹp vậy cho chắc ăn. Nhĩ sợ má rồi. Má ơi thằng ơi, tôi đây mà. Ơi bà kẹp. Anh chết tôi rồi. Hay bà làm gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ. Tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy? Thằng ơi, bà kẹp chiều này sao tao nói được giọng đàn ông mày. Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Có đàn ông với đàn bà đâu? Dạ dạ bác, dạ bác con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ dạ dạ. Xuống, bước xuống lại lên. Bác đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ trời ơi. Ây da. Ây da. Ui da. Ây da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nó ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng không nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu, lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, già xìu dễ mà lên lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác đợi đứng bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác à? Cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên, ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác. Con chức vụ ở đây là Security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ, con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng, dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mìn vậy? Mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, cô đi tá phải không? Dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không, gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi con, có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng. Không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già. Mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào, bà leo hàng rào. Bác ơi, bác
con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè. Bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thế? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Trời. Trời ơi. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ con. Từ xưa giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi mày. Dạ. Dạ. Đi đi. Ê. Cái gì vậy? Dạ. Dạ. Hả? Trời ơi. Dạ bác ơi. Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là à, con chưa thấy. Ở Mỹ nha. Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha. Dạ. Lãng hoạn tôi kiện cô đó. Đi đi. Dạ dạ thôi xin phép bác con đi. Đi đi. Dạ. Con đi nghe bác. Ê, đừng đi, đừng đi. Đi đi. Đi im cho đi đi. Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ 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 con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Xin phép cứ góp mà. Tôi nè, tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa? Râu mọc, râu mọc lẹ vậy? Dẻ, dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Trời ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đó, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền này vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị, đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi, mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa. Mà có con y tá đó tụi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tụi dễ dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì. Bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Ừ. Lát cỡ. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Ừ. Thôi ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng con đuổi vô đây vậy. Còn lâu. Không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Con cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà. Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm. Mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh. Buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi. Ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè 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 nè. Bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe. Con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ. Nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông không nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói đó, nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc. Quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai. Bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết level là up up không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó sinh hôm này đó. Ghê vậy. Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về, không biết sang năm có về nổi không? Đúng rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.
Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu vách thử nhang quá. Cha già mất hết du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ làm gì đu vách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt rồi tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi hỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa, ăn Tết với mấy đứa. Chị Mân gọi đại bàng đã leo lỡ luồng lách tìm bà già nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Không kịp thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết lâu rồi nhột. Làm là phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng, mấy chục phút quay lại mà mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì mần lâu vậy trời. Anh yêu. Nó. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá không gặp. Oh yeah. Tới đó thôi. Không lên cái nữa giả rớt răng liền. Trời ơi. Không ngờ hai ông già này ổng có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa lạ quá. Ông bung cái giống ôm gì vậy? Ý. Thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Thôi ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là đóng free cho mày coi. Dạ, vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi. Trời ơi, nói giá chi vậy, để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? Một đô hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Hả? Trời ơi. Già bởi vì cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà cái xong à. Khúc cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mẹ ơi. Trời ơi. Bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả? Con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống một cái là dán sao đóng băng y chang đó. Mày đi đi mẹ ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh my god. God. Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my god. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Ê, ông nè. Trời ơi, tại sao quên ông? Con Kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ông. Trời ơi, mày, đứng lại. Không dám quên mày luôn. Trời ơi, không dám cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Mày là người yêu ông hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông đeo nhà ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không hợp con quỷ. Trời ơi, ba ơi. Ôi, con không nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Rước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốc gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi. Lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm. Trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người mày... già như vậy nè. Quá, mà ngồi ra như vậy nè đó. Coi nè. Khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà. Tao nói em dưỡng da gà mà em. Tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê.
Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? Dạ, dạ tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nở nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét trấu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết, ông phải ở đây chạy tới tối rồi, ông không có được đi! Tới rồi! Trời ơi! Tóc dài mà để đâu nữa? Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Đúng không? Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, dạ con bắt được bà lão rồi. Con đừng Chị Mừng đại bàng gì hết. Dạ, dạ. Tôi lại cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ đi cuốn rồi. Xe buýt đến là bác cũng không đi được. Trời, bác phải về đi tôi lại cô bà. Cô cũng tôi lại bác. Cô. Bác phải ở lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh, là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè, khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới tự nhiên nói ba tôi là ăn bóng già, xong giờ lòi ra bà này là bà lão bắt bớ vụ gì nữa là làm sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi, mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm, mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à, mà không có đi được, bệnh viện người ta không có cho. Sao không được? Nè cô y tá, tôi nói cô biết nha, cô có trái tim không? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới, bà không còn đủ sức đi. Lúc đó cũng muốn cho, cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi. Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm. Nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation. Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi không luôn. Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu. Bà đâu phải mẹ con đâu. Con tới rước ba mà. Tao chửi con chửi mày. Tao chửi con hả ba? Dạ. Thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại. Tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì? Hả? Bê cái xanh thôi mà. Đi nó mà không được. Bây giờ đem chờ đi theo có sao đâu. Dạ. Bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi con đâu phải. Bà nó cũng dễ mày. Dạ con chỉ security với y tá thôi mà. Con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời. Cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo thằng chi cho khó khăn con cháu. Rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi một ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại. Cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Mất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là trời ơi. Bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Giả mày chết cha bây giờ. Lật cái gì?
Dạ, con cũng thấy. Ý nó hay. Dạ, anh nói đúng á, bác vậy. Sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Anh nè. Vậy cho bác về đón giao thừa con. Dạ, bác về với nhà con đi. Ông anh, cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ, ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ, vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở một phòng, tao ở một phòng. Dạ. Bà về, bà ở về. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con phòng con. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ thôi đi. Đường này, xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Quay. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ, con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha, mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên, gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi. Hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh. Em đón giao thừa cho vui, chung nhà, chung cửa được không anh? Chết cha, bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ, con... Ủa, nãy giờ con ghé bờ dài bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ, con sorry bác lộn bờ dài. Hèn gì thấy cái dài nó hơi sệ nhão nhão. Anh. Hả? Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về em chung đón giao thừa rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tự dựa. Để tôi họp gia đình tôi chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy. Bà y tá này bà xin về, bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông. Để tôi quyết định với nó. Tôi rồi. Quyết định với con trai mình. Nhưng mà... Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh nè bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Được rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn đi. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, cái gì phải quá. Giả bộ. Anh, em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó. Hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng như lắm à. Mà tao ngắt nha. Con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa, thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó xin lắm chứ. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Ừ, vậy thôi hả? Giờ đi đón giao thừa nha. Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu. Tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường.
trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về ầm 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 ầm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Tôi đây. Và chờ một tí nha, dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng, em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À, vâng, thế hôm nay chị biết rồi, ôi rồi ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chao nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chao. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy, con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. À, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi, người ta mới đồn, hiểu dạ. không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Ê, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó, con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma, gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh, tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt, con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy, có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy, thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm, anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy?
Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Nhưng mà này, thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm. Tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này, tôi nói anh nghe. Tôi, mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì. Bình thường không có gì. Không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi, rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghĩ vậy chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. Súng thôi. Đó, thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy. Trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex. Chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết. Nhưng after I low. You low? Yes, I low. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ơ lại 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 bà đây. Thôi đưa đây. Gớm. Ừ. Thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ.
Vâng vâng, à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ của ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu. Bên kia thế giới đấy. Ba mà chết lâu chưa? Chưa có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chưa vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có. Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bắt. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mình bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Mà ông yếu thiệt. Đơn giản chỉ có 4 phát đạn ăn mà 79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi. Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, 4 phát M79 mà thụt cả dòng họ mày không chết là hơn đó. Cái gì mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi dẹp đi mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời. Mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi. Gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ, với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. À. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn lên chồng bà về. Gớm bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. À. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây. À,
Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về, tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ơi, thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì hơn. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy cho thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí, người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Mối cay quá thầy. Thôi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Ủa thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang cấn mà. Đây mày kêu nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn.
Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang? Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translate. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị, trên trên này in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nói tên vậy? Đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối là đúng tên rồi. Đúng đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đấy. Tao việc không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh bơ chỉ nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch dìa ớt được chiếc cần. Ba tuổi. Xăm chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vẫn diệu. Trình quán củ chi Việt Nam, bon được củ chi Việt Nam. Mày đâu không có dấu nguy hiểm thầy. Bỏ. Ra số 2358 Center lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ. Ăn rét tù trì phai ếch trên tờ rút. San Jose City, California. Nai phai quanh quanh tù. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. American, United of America. Gớm mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chưa. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt.
thế này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây, tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, hết rồi. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó hả? Monetezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Tao không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh, địa linh linh, cái vườn cái thành. Josh, vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ? Trên bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút, con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn tìm biết xác nó ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa, tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rớt anh chứ còn gì nữa. Làm mừng khục mấy tháng nay à, bắt mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi, dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo tao dẹp nghề? Bây giờ tao dẹp nghề tao lấy gì tao sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo tao dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ủa? Nó lấy mẹ luôn 300. Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi? Mà thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gớm, gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Tèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán
cắn một phát là chết bây giờ. Này bảo đây. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quậy. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao không lo? Đông qua gì? Tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47. Mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đó. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rước bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rước. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hôn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chết xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn.